Xin chào các anh chị và các bạn, tôi Phương Tiến Hàng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn phần liền nói của bài số 10 khóa tiếng Hàn sơ cấp. Phần liền nói chúng ta sẽ nói về bài là ca chốt. Thì chúng ta sẽ đi vô phần Arabopsita làm quen. Hãy làm quen khi nói chuyện với người lớn thì phải dùng kính ngữ các anh chị các bạn. Điều đó rất quan trọng ha, trong làm trong công ty Hàn Quốc. Thì việc tìm những từ kính ngữ và đặt câu giống như mẫu bên dưới là giúp cho chúng ta sẽ có phản xạ nói sau này. Và chúng ta luôn luôn là dùng Hashimita nha các anh chị các bạn, Hamita và Hashimita khi nói chuyện với người Hàn. Như thế thì người Hàn rất là thích, người ta sẽ biết là anh đã học văn hóa của người Hàn Quốc và người ta hiểu được là bạn đã biết được tiếng Hàn ở mức độ nào, tại vì thông qua cái việc bạn dùng kính ngữ càng nhiều thì bạn là giỏi tiếng Hàn ha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ học từ sang sinh. Các bạn biết từ sang sinh là từ gì đúng không? Sơn ham là tech dân xe, những từ này là những từ tính ngữ kính ngữ các anh chị các bạn ha. Sang sinh thì mình là gì? Ở đây các anh chị các bạn sao mình vô đầu này cho anh chị các bạn làm quen ha. Thấy không? Đầu tiên là gì đây, mình hỏi về mẫu câu thứ nhất đi. Mẫu câu là Kim Min Chun thì ở đây mình sẽ các bạn sẽ thấy Udi Kyo Sum Nim Sang Ha Min Kim Man Chun Kim Man Chun Is Sim Ni Da chứ si dùng đây luôn các anh chị các bạn ha. Kim Man Chun Is Sim Ni Da Sang Ham là Sang Ham mình thấy thì là idiom đó các anh chị các bạn. Bình thường mình nói như thường mình gọi là irum, nhưng mà nói với thầy thầy cô giáo hay là dùng kính ngữ Kyoshunim mình dịch là giáo sư các anh chị các bạn ha. Kyoshunim tiếng Hàn người Hàn Quốc người ta gọi là giáo sư. Thì mình dùng đây Ishimita chữ I mà có thể Shita, dùng đây là Ishimita dùng kính ngữ các anh chị các bạn ha. Thì dùng ở đây là một câu là dùng từ sân ham. Chúng ta tiếp theo là dùng danh xế là Yesun là 60, Yesun 60 tuổi thì mình phải dùng dân xe các anh chị bạn. Dân xe ở đây mình dùng là Udi Kyo Sunim dân xe nên Yesun Ishimida nhà chữ Ishimida mình giữ nghe nhà Yesun là 60 hay Yesun là Yesun là Yesun Ishimida các anh chị các bạn. Ở đây thứ hai thì mình dùng cái từ này đây, sáng sinh các anh chị các bạn. Sáng sinh là ngày sinh các anh chị bạn, là sáng in á, người bình thường mình là sáng in ha. Rồi dùng kính ngữ mình dùng là sang xin. Sang in các chị các bạn, sang in. Dùng là sang xin. Chúng ta sẽ dùng kính ngữ ha, sang xin. Sang xin thì chúng ta sẽ là dùng cái từ nào đây? Chúng ta ở đây sang xin. Uri Kyoshunim sang xin은 Panwon or in입니다. Panwon or in các chị các bạn, Panwon or in. Tiếp theo câu số 3 ở đây mình sẽ dùng gì? Từ là tech. Uri Kyoshunim tech in. Tech in Hyundai Abarth Baek Samdong Baek Iho imita. Các anh chị bạn mình dùng đây tech hay mình nói chip. Bình thường mình dùng thường là chip, bên đây mình dùng chữ chip là nhà của mình thường ha, chip, nhưng ở đây mình dùng là tech các anh chị các bạn. Bạn sẽ hỏi như thế nào khi bạn hỏi về gia đình? Hãy nói các câu cho đúng nha. Câu chú ý mét miệng yêu mét miệng yêu là có bao nhiêu người các anh chị các bạn không, thì mình trả lời nè miệng yêu nè, nè miệng yêu thì mình nè miệng yêu ha, các bạn mét miệng yêu nè mét miệng là nè miệng là nè miệng là bốn nè miệng yêu ở bên chị dân sĩ cao ở tất kỳ tseo tseo đây à, 아버지 연세가 어떻게 되세요? Mình trả lời đây. Trả lời là 신도리예요. 신도리예요. 신 là 50 đúng không? 신도리 là 52 tuổi hả? 몇산이에요 là mình hỏi thông thường đối với người không kính ngữ thì dùng là 스물다섯산이에요. 25 tuổi hả? 무슨 일은 하세요? Mà là làm gì? 외사원이에요. 외사원이에요. Các anh chị. Dân xe cả ở tất kỳ tê xe yô là câu này rất hay. Các anh chị các bạn phải dùng ha các anh chị các bạn. Rồi chúng ta sẽ tiếp thực hành. Phần luyện thực hành thì mỗi đối thoại tôi sẽ làm một cái thôi cho anh chị các bạn làm mẫu thôi ha. Còn anh chị các bạn tự mình luyện nha. Ở đây là tương xì nè, tương xì nề miệng ha. Tương xì có chút gì mấy miệng gì vậy yô. Mô tu nề miệng gì vậy yô ha. Có khoảng 4 người, tất cả có 4 người thôi.
Ở đây mẫu câu thứ hai Obaka Mesan Ieo Mesan Ieo. Các bạn nhớ nha, Simulta Sucsa Ieo. 25 tuổi ha. Khi hỏi tuổi thường dùng chữ sar, nhưng trong văn viết thì trong văn viết thì khi có dùng là chữ C nghe cho anh chị các bạn nhớ chữ C. Thường được dùng cái điểm số điểm Hán Hàn, ví dụ OC là 5 tuổi ha. Oship C là 15 tuổi. Iship C là 20 tuổi ha, các anh chị các bạn nhớ chú ý chỗ này. Cái này chỗ này là điểm quan trọng ha, chú ý. Oni nè, năm Tung Sen nè. Giờ Tung Sen bao nhiêu tuổi nè các anh chị các bạn luyện tập ha. Thì mẫu câu bên dưới gồm có ABG ở tức ABG mình nói ABG mà dùng từ Yense ka ở tức kê tê xê yô ha. Xin y yô, xin y xê yô, xin y xê yô. 50 tuổi hè. Các anh chị các bạn. 50 tuổi đây, xin là thì mình phải nhớ mấy cái này. Vậy cách nói Hán Hàn hay là từ Hàn không thì có thằng thuần Hàn không á thì các anh chị các bạn phải luyện nó nhiều lần. Mình nói tuổi nhiều lần thì bắt đầu mình sẽ thuộc nó thôi anh chị các bạn ha. Tiếp là phần tiếp theo là phần luyện nói, tiếp theo là về mẫu đoạn hội thoại. Hình nhìn hình gia đình người bạn Hàn Quốc và đặt câu hỏi các anh chị các bạn. Tôi sẽ thử một đoạn này cho các anh chị các bạn nha. 우리 가족 사진 좀 보세요. 가족이 모두 몇 명이에요? 네 명이에요. 아버지, 어머니, 오빠, 그리고 저세요. 저예요. 이번에 우리 아버지세요? 아, 아버지께서는 연세가 어떻게 되세요? 올해 신인급이에요. 신인급이에요. 있어요. 신인급이세요. 올해 신인급이세요. 아, 가봐. 하나, năm nay á, là khoảng là nhiêu? 57 tuổi, các in cup là 7 ha, 57 tuổi đây. Thì mẫu này các bạn chị mình cũng biết luôn, hãy thử nha. Iboni, Omoni Seo là phải mẹ của bạn không? Nè, Machayo. Yunashi, Obanen, Mesariyeo. Anh của bạn bao nhiêu tuổi? Sumun Ahop Sariyeo, Vesavun Iyeo. 29 tuổi và đang là nhân viên văn phòng, các anh chị các bạn ha. Thì mình dựa vào đó các anh chị các bạn phải luyện những cái mẫu dưới đây nha các anh chị các bạn ha. Rồi tiếp theo luyện nói tiếp theo là chúng ta sẽ xem hình người bạn và giới thiệu về bạn ha. Ở dưới đây chúng ta sẽ có những mẫu câu 우리 가족 사진 좀 보세요. 가족이 모두 몇 명이에요? 네 명이에요. 이분이 우리 아버지세요. 아버지 연세가 어떻게 되세요? 올해 신나나세요? 지금 공항에서 인하세요. Là làm việc ở sân bay ha, làm việc ở sân bay các anh chị các bạn. 이분은 누구세요? 누구예요? 우리 언니예요. 언니는 무슨 일을 하세요? 통역사예요. 통역인 ha. 통역사예요. 통역인 ha các anh chị các bạn. À, thì phần còn lại là các anh chị các bạn luyện tập nha. Luyện tập nói thiệt nhiều thì mình mới nói được tiếng Hàn nhiều. Cũng không có khó ha các anh chị các bạn. Nên cái này tôi có thể chuyển sang tiếng nói tiếng Anh cho anh chị một khóa dành cho người nói tiếng Anh học tiếng Hàn cũng là hay ha. Ở đây chúng ta qua phần luyện nghe thì nghe tôi sẽ nói sao, tôi sẽ đi vào phần phần luyện nghe thì nó có cũng khá dài ha. Bước vào phần đọc nha. Arabopsita, ai đọc đoạn văn sau và điền các từ chỉ quan hệ vào giờ và gia đình vào ô trống các anh chị các bạn. Thế này các chị các bạn lật phía trước ra điền vào thôi đó chị các bạn đúng không? Thì cũng là dễ lắm các chị các bạn. Các bạn có thể luyện tập được ha. Tôi muốn các anh chị các bạn tự làm. Khun ABG là gì? ABG nè. Omoni, con này là ai nè. Đây là các anh chị các bạn. Oppa Oni nè. Thì cái này các chị các bạn tự điền phía trước vào ha. Mình có bản mình học phía trước rồi. Rồi, rất là dễ dàng các chị các bạn ha. Rồi. Nè, đây hình 1 nè. Nè, hình 1 ta đề luôn nè. Hình vào trống nè. Aboji ơi hướng mình khi nào aboji mình đà nè, khi nào aboji mình chỉ là khi nào aboji thôi, nè, chưa? Xong số 2 là gì? Số 2 là gì? Aboji nè, aboji ơi nu na giữa tông xiềng cô mô mình đà, như này cô mô ha, cô mô mình đà, cô mô, cách gì các bạn? Cô mô. Số 3 cái gì? Aboji nắm tông xiềng ấn sam chon mình đà, như đây là sam chon các chị bạn đúng không? Sam chon là số 3. 큰 아버지의 아들은 다른 삼사촌입니다. 네, 사촌 같은 거. 네, 저 뭐는 사촌 đấy. 응? 아, 아들 내가 딴,
tất cả là Sachon đó, mình đây là Sachon, Sachon các chị các bạn à. Đó, số 5, số 5 các chị các bạn là chờ đúng không, mà chờ rồi Oba Oni Na nè, nếu là con gái à. Ông này, số 5 này chính là con trai nè, con trai của Kinobuji gì số 5 các chị, 4 với 5 là giống nhau anh chị hả. À tên là ta nên xa cho nên ta tất cả là gì các chị bạn, 2 3 4 à, được chưa. Rồi lúc mình sẽ về mình sẽ điền vào cho đúng cho nó dễ ha. À, đọc lòng sao mà điền các từ chỉ quan hệ gia đình vào ô trống mình nè. À, mình điền vào các chị bạn. À, Kinobuchi nằm đâu? À, nằm như vậy. Giờ Kinomani nè. Kinobuchi nằm đâu thôi, đúng không? Rồi. Số 2 là Nuna đâu? Hả? À, bây giờ Nuna nè, giờ Tông Sen Ngân, Cô Mô, Mì Tà nè. Không? Điện vô. Đúng không? À, số 2, số 2. À. Nuna với Tông Sen là mình điền giống nhau nè, trên đây có chuyện các bạn ha. Rồi. Tiếp theo các anh chị các bạn sẽ là rồi bây giờ số 2 là mình phần đọc hay là Ikebukuro lần luyện đọc, đọc lòng văn sau nếu đúng thì điền tròn mà nếu sai thì điền x các anh chị bạn. Ở đây mình điền đi, mình đọc liền là gì cho hay nè, tôi chỉ các anh chị các bạn nha. Chechengusinen nam tông sen ismida, ở đây các bạn chị các bạn đọc cái này nè, à, mình lên tìm có đúng không, nam tông sen ismida Chơi chân ngu xí à đây à đây môn niệm môn à ao bơi chơi dễ xuân là môn niệm chỉ cần một chút qua dễ xuân mình công bố có nói cho mình mua giấc ở bên sai số thì nó có xịp xuân mày đỏ anh gì có năm tông sen không. Ồ có ba người hay dành có ba người bố muốn đi qua với chơi thôi là trên này là sai dẫn xe nến à ao bơi chơi dẫn xe là 60 tuổi thì mình nhìn vô đây coi đó. Ông gì Yesun nè, Yesun là chính là 60 tuổi đúng rồi, đúng không? Đúng, ok. Chơi chân ngồi xin nên mua giấc về xài sơ, tại thì mới thả xài. À, sau này muốn làm thôi, chứ bây giờ chưa có gì hết mà sau đó làm được đúng không? Ở đây là nói cho nghe mua giấc về xài sơ là Irin Haku Ship Shumita nè. À, các anh chị các bạn có thể làm như vậy cho dễ. À, Tương xin nên ở Ni nè, ở Ni cả, ở Shumita. Gia đình gồm có 5 người, ở đây. Abaji wa Omoni, Opa, Yutong Sen. Trên có Ni không? Không, cái này là sai cái gì các bạn. Cả chốt mình mua tuân cách chỉ sao mi thả có đúng không? Ừ. Đây, bộ niệm kia sơ nên ta lai sơ sắm mi xa xin mi thả nè. Ồ, ba mẹ thì sống ở Đà Lạt, ngoài ốp ba chơ, dự tổng xe đến mua tu ở Hồ, Hồ Hà Nội sơ sắm mi thả. À, cái khác nhau hoàn toàn, vậy cuối cùng là cái này cũng sai luôn. Ốp ba ơi, chưa có bên taxi kia sai mi thả. Không, ừ, anh trai là làm nghề taxi đúng không? Đó, thì mình đi ra coi. Ủa nên chỉ cầm taxi ký sai người ta như đây là đúng rồi mình chọn chọn thế đó là vậy các chị các bạn ha. Chứ mình bây giờ mình đọc hết cái này mình chỉ cho câu trả lời thì rất là khó, thì vì tôi làm được một với hai rồi đó các chị các bạn thử làm bài này à, cũng tìm giống như tôi tìm câu trả lời các chị các bạn ha. Để tôi đọc thử cái đoạn văn này cho các chị các bạn ha. Uri ka chok won ke te ga chok bim da hara bu chi han ma ri sam chon ga ka chi ham ke sam mi da abaji wa amoni ke so nen mo tu với sai ấy tại này xin mi đó à. Cho nên ông đi ông đi và ông bà có ông xin mi đó à về tông ta đi mi đó là con gái duy nhất á à về tông ta thì mi đó các anh chị các bạn nghe à, cho nên trở qua giờ tông sen lên hắc sen mi đó à các anh chị các bạn. Thế đây là đoạn giới thiệu của mình về mình, các bạn có thể nhìn vô đây các bạn viết với bản thân mình xong đó mình có thể để nói về bản thân mình rất là hay các anh chị các bạn ha, chúng ta có thể làm như vậy. Rồi tiếp theo phần đọc. Thì tôi sẽ đọc cái này cho nó các chị các bạn dễ nè. Giờ mình sẽ đi ngược lại câu hỏi cho mình sẽ đi ơ chị nên đây bài học buổi họp mặt và gia đình luyến và câu trả lời các chị à đám cưới Việt Nam ha. Ủa đi nè vợ chị ủa đi chăm cho nơi cơ đơn xích ý xin mì đã cơ đơn xích cơn Hà Nội hỗ trợ sở hết xin mì đã ủa đi cả chục quân mô tu cơ đơn xích ế cả xin mì đã cơ đơn xích ế nên chính trực ý mô tu ổ sơ xin mì đã 할아버지와 할머니께서는 나라에서 오셨습니다. 그리고 큰아버지와 큰아버지께서는 다낭에서 오셨습니다. 고모와 고모부도 오셨습니다. 결혼식 후에
친척들이 같이 저녁 식사를 했습니다. 큰아버지께서는 술을 많이 드셨습니다. 나는 사촌 등과 같이 이야기를 많이 했습니다. 아주 재미있었습니다. 아주 재미있었습니다. Bài này rất là dễ, tôi không cần phải dịch cho các anh chị các bạn. Bài khó tôi sẽ dịch, nhưng cái này các bạn muốn dịch cũng được, nhưng mà tôi thấy rất là dễ. Chính thức từ đi là những người thân nè, không? Và câu họ hàng đó, ở chê về Hà Nội Hotel đấy, Washington cả. Dịch thăm dự thông không lại của tôi. Nè, mua tôi cơ đơn xích kê cá là tham dự đúng không các bạn này à. Đó, tham dự lấy cũng dễ không không ơn mắc kê dân kênh hai ship show hello bà chi hành mơ ní thì sao nè hello đi hai bà chi hành mơ ní thì chúng ta sẽ có phần 3 đọc đúng không cơ đơn xích nè xăm chôn rồi nè mình trả lời này xăm chôn ơi cơ đơn xích ý yasmida xăm chôn nè đâu này xăm chôn cơ đơn sức yasumi là đó cho nên là cái câu này mình sẽ trả lời vô chỗ này các anh chị các bạn hai bên chị qua hành mơ đi thì mình là một đề cho đầu một đề ta đây sơ Hà Nội thôi thuê ca chi ô ta xăm chôn thì sao xăm chôn hai xe cơ đơn hầm người ta đúng không nay qua xa chôn á xa chôn sao ý gì đến mà đi hà ta khi nào bởi chí nến số đến hà ni mà xí đà à các anh chị các bạn với thông phần liên viết thì chúng ta sẽ thấy ở đây nhìn thấy gia đình các bạn Arabosita các bạn có thể liên viết ha Hanmani nè Harabachi tôi đọc nghe các anh chị các bạn số 2 là Hanmani số 3 là Where Harabachi Harabachi Where Hanmani các anh chị các bạn xuống dưới đây là mình có gì số 5 gồm có Abachi Omoni số 7 không có gì hả Opa số 8 không có Ani năm tông sen và chờ các chị các bạn tiếp theo là chúng ta sẽ xem những giải thích sơ lược và những người để sao mà đặt câu sau chúng ta đây ủ đi ở bên dưới là mình viết từ gì đây dân xe đúng không dân xe nên xin yê xin mì ta ở bên nên thì chúng ta ở đây về sang xin đúng không sang xin nha ở đây các chị các bạn phải dùng những từ kính ngữ nha sang xin học kiều sen sen im giờ mình đi kể sao nên chẳng nhân cả chi học kiều sen sen im sao mình đã dùng đây y y sát xin mười đại gì các bạn y sát à xin mười ta à các bạn ha các bạn được chưa chỉ cảm ơn chip về cái xin mười ta chú bú sao nè chưa bố xin gì đó đến các chị các bạn xin gì đó à chưa bố xin gì Hàn Quốc ở trên xe môn Trung Quốc ôm xe cơn đúng không cho hát xin gì đó cho hát xin gì đó mấy anh Trung Quốc ôm xe cơn từ xin gì đó từ xin đó từ xin gì đó rồi các chị các bạn nhớ chú ý ha rồi đi qua tiếp theo là dịch các câu này sang tiếng Hàn thì rất là dễ đúng không chị các bạn tôi nghĩ là các chị các bạn đều được gia đình chúng tôi có tất cả 5 người chúng ta nói sao ủa đi cả chốc quên mô tu ta sắp nhân người đà đúng không ta sắp nhân người đà các anh chị bố mẹ tôi sống ở Việt Nam nói sao ủa đi bố mô nê mơn bê tà nà mê xa chim nì đà nhớ nghe các bạn xa nha chim nha nì đà không bà nội của tôi thức dậy sớm vào buổi sáng thì mình dịch làm sao Harmony께서는 아침에 일찍 일어나십니다. 네, 일어나십니다. 등진 시작요. 또 muốn gặp gia đình tôi thì nói sao? 저는 가족을 만나고 싶습니다. 잠깐 지금 bạn. Ở đây, viết về gia đình bạn giống như mọi dưới mình liền ha. 우리 언니는 24살입니다. 대학교는 졸업했습니다. 졸업했습니다. 언니는 관광 가이드입니다. 언니는 한국말은 잘합니다. Các anh chị các bạn ha. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng thông tin viết về gia đình để trên để hoàn thành bài giới thiệu về gia đình chúng ta. Uri ka chok mô tu mô tu mô tu nè miếng người ta đâu nè miếng mô tu nè miếng ha để bốn người đây nè miếng viết dò mô tu nè miếng người ta. 아버지 어머니
Oppa chơi mì ta. Về sao anh? Abajinan về sao anh em ta? Ai về sao anh đâu? Ai chết sống? Kriko omani kesanan. Chubu ishimida. Chubu ishimida. Nè, yori nè, chubu ishimida. Omani kesanan yori nè, aju chan hashimida. Oppa nè sao? Yang ơ sân sân em mida. Ai, oppa. Yang ơ sân sân em mida. Ông. Oppa는 운동은 좋아합니다. 저는 대학생입니다. 한국어를 공부합니다. 나중에 통역사가 되고 싶습니다. 그지 các bạn. Tôi muốn trở thành thông dịch viên tiếng Hàn. Để mình điền các thông tin này được nè, các chị ba đưa xuống này hết. Thì các bạn có thể viết một đoạn về gia đình của mình ha, rất là dễ dàng các chị các bạn ha. Rồi phần này tôi để các anh chị các bạn tự làm ha. Tôi sẽ nói phần đó thôi. Rồi phần luyện phát âm thì các anh chị các bạn có thể tự luyện ha. Tôi không nói tới nữa. Ở đây về văn hóa thì chúng ta sẽ học về cách xưng hô trong văn hóa nè. Trong văn hóa Hàn Quốc cũng Haraguchi, Hanmoni, Samchon, Sukmo là thím nè, Sukmo. Ở đây mình có từ Haraguchi, Haraguchi nè, về Hanmoni, về Samchon, về Sukmo mà ở câu mà ở bên ngoài bên vợ ha. Đó. Thì chúng ta ở đây ở đi Oppa Hyun là đây cách gì các bạn có thể là do xã hội Hàn Quốc và Việt Nam được ảnh hưởng văn hóa Nho giáo lâu đời nên đã hình thành một nhiều điểm tương đồng và như vậy chúng ta sẽ thấy được một tiếng Việt của mình thôi à, ngoại nội đồ này kia các anh chị các bạn, ngoại đó là bên ngoại ngoại vợ ngoại gì đó không, thì bên ngoại thì mình kia có khác mà bên nội là có khác thì nó cũng giống nhau, thì bắt buộc là các bạn phải tự cái này học và nghiên cứu nhiều hơn các anh chị các bạn. Bao nhiêu từ để xưng hô trong gia đình mình tiếng Hàn, cái này bắt buộc mình phải luyện nhiều mình mới nhớ được hết tất cả anh chị các bạn ha. Thì bài học hôm nay tới đây là cảm ơn các anh chị các bạn đã theo dõi.